Đó thì mấy ngày nay bạn bò đẻ liên tục nha anh chị. Còn một con chuẩn bị đẻ nữa, mấy con chuẩn bị đẻ nữa. Thì mới đẻ cái này cách đây khoảng 10 phút nha anh chị. Một con ba bê đực dòng tinh ngoại, bông bụng, bông chân, ló trán, ló đuôi, mẹ kem, tàn khủng. Sữa nè đó, con được ba bê nè, quá đàn liếm đó. Ồ, thì lớn con tự đẻ nha anh chị. Quá trời, cho bò sữa không, lớn con bò sữa luôn, kinh là móng sọ luôn, cấp mình cao mét rưỡi, con được ba bê nè. Bên ngoài